Tập 10. Theo ý của con, ta tạm dừng nghĩ tới việc ai nghĩ ra kế sách này. Nếu nhị tiểu thư đây có cao kiến hay hơn, hãy thử cho nàng ấy cơ hội được nói ra. Bản Dương cũng đồng tình. Được nhị vị điện hạ đây chấp thuận, bản cung nghĩ cũng nên cho cô được trình bày. Các người đứng dậy hết đi. Dân. Còn đó, kế sách cứu nạn tuy có vẻ hay, nhưng lại có thể gây thêm nhiều rắc rối trong quá trình tiến hành. Thủ tục mất nhiều thời gian, đồ cứu tế phải truyền tay quá nhiều người. Cuối cùng chúng được phân phát bởi các quan thứ phẩm. Nếu họ thừa thời cơ tham ô để thu lợi riêng, báo cáo sai sự thật về tình hình của đại nạn, to gan. Cô chỉ là đứa con rơi, cho mình được phép hoài nghi sự linh khí của quan thần đại ngụy sao? Ý cô muốn nói là đại ngụy không có nhân tài và hoàng thượng đã tin lầm người sao? Thật là hỗn dược. Nương nương, ý dị ương không phải vậy. Dị ương chỉ nghĩ nếu chúng ta có thể ngừa trước tình huống đó, có thể cứu được nhiều người hơn. Còn dám ngụy biện, thứ nữ nhân biết khua môi múa mép và tự cho mình thông minh hơn người là thứ đáng ghét nhất. Thu Nghi, Thu Nghi, Tuấn Nhi, con làm gì vậy? Con cho là lời nhị tiểu thư nói cũng có lý. Khi con ra ngoài thăm thú dân tình, con từng chứng kiến nhiều quan địa phương thừa cơ hội mà trục lợi riêng. Đây thực sự là một vấn nạn ta đang phải đối mặt. Nếu các quan địa phương là nhân tố cản trở việc cứu tế, chúng ta phải thanh tra chính quyền địa phương trước. Nương nương, cứu tế là việc cấp bách, càng trì hoãn thêm ngày nào càng thêm nhiều người chết. Thôi đủ rồi, đừng nói nữa. Lý Dị Ương, nể tình Cao Dương Dương, bản cung bỏ qua cho cô lần này, hãy nhớ lấy. Đi đi. Tạ ơn nương nương. Cao Dương Dương điện hạ, Thượng Thư Phủ. Điện hạ, ngài đừng tin là Lý Dị Ương có thể nghĩ ra kế sách cứu nạn chứ. Những lời Lý Dị Ương nói đều là dối trá. Từ khi trở về đây, ngày nào muội ấy cũng ganh đua với ta. Ta không biết muội ấy sao nghĩ ra được việc ấy, mà hồi với Thường Như vu khống ta trước mặt nương nương. Trường Lạc, ta hỏi cô câu này, hãy trả lời ta một lần thôi. Có thật kế sách cứu nạn không có liên quan gì Dị Ương không? Là do một mình ta đích thân nghĩ ra, không có gì dính líu tới mùi ấy. Nếu lương tâm cô thấy thật dứt khoát, thì cô không việc gì để tâm người khác nghĩ gì. Điện hạ, ta không để tâm người khác nghĩ gì, nhưng ta phải quan tâm điện hạ nghĩ gì. Ta không muốn điện hạ nghĩ rằng ta là thứ nữ nhân mặt dày không biết thẹn. Điện hạ hãy tin lời Trường Lạc một lần đi, có được không? Thường Như à, con thật là ngu quá đi. Ta hiểu lý do con đi giúp Dị Ương. Ta cũng không ưa Thường Lạc, nó luôn bắt nạt con bao lâu nay. Ta mong nó sẽ tự bị bẻ mặt. Nhưng con biết sự việc hôm nay rất trọng đại chứ. Con đã làm mất mặt đại bá mẫu của con trước mặt Thái tử Phi và toàn thể quan khách. Bà ta không để yên con đâu. Mẫu thân, con, Thường Như, dù có hay không, chúng ta phải thừa nhận rằng đại bá mẫu của con là người chúng ta không thể làm phật lòng. Nhưng mẫu thân, nhị tiểu thư bị quan thật, dĩ nhiên là nếu chúng ta tránh sang một bên thì sẽ được vô sự. Nhưng nếu để đại tỷ thỏa ý nguyện, tỷ ấy càng đắc ý, mẹ con ta lại càng chịu khổ. Dù là giúp cho nhị tỷ hay là giúp cho bản thân ta, con cũng không thể đứng yên nhìn đại tỷ cướp hết công trạng của nhị tỷ. Thường Như, nhị tỷ, Thường Như, hôm nay muội vì tỷ mà làm phật lòng đại phu nhân,
Tỷ vừa thấy tội lỗi vừa thấy cảm động. Nhị tỷ đừng nói vậy, tỷ quên rồi sao? Chúng ta là hảo tỷ muội mà. Thêm nữa, muội làm điều này không phải vì tỷ. Nhị tỷ từng bảo, nếu kêu sách cứu nạn có vấn đề thì bá tánh sẽ gánh chịu hậu quả. Muội làm việc này cũng là giúp cho Triệu bá tánh. Được rồi, được rồi. Tỷ muội các con rất thương nhau, nhưng đừng quên rằng đại phu nhân chắc chắn sẽ trả thù. Bà ta không bỏ qua cho ai động vào mình đâu. Lần này hai đứa đã cả gan lắm, bà ta nhất định sẽ trả đũa. Những ngày tới con hãy hết sức cẩn thận. Nhị thẩm đừng lo, Thường Như rất tốt với con. Bằng mọi cách con sẽ bảo vệ bụi ấy. Đừng có ngốc chứ, con còn chưa bảo vệ được cho mình thì làm sao lo cho người khác chứ. Đại phu nhân đến. Đại tẩu đã tới rồi à? Phu nhân, nhị thẩm, mẫu thân. Đại tẩu, tại sao làm vậy? Ta phạt muội cái tội không biết dạy dỗ con gái mình. Tẩu, có gì thì đại bá mẫu phạt con đi. Sao đánh mẫu thân con chứ? Đúng vậy, ít ra muội cũng là nhị phu nhân trong phủ. Tẩu quá đáng lắm rồi. Ta quá đáng sao? Ta nói cho mà biết, sát Dương Như ta có quyền làm như vậy. Người đâu, lôi Lý Thường Như ra. Dân, khoan đã, có ta ở đây, đừng ai đụng vào Thường Như. Cô nghĩ mình là ai chứ? Rồi nó đi luôn. Dân, tiểu thư, tiểu thư, buông tiểu thư ra. Bà muốn gì đây? Ta muốn dựng một vở kịch để cho mọi người thấy những kẻ dám chống lại ta sẽ lãnh hậu quả thế nào. Lôi chúng đi. Đi, tiểu thư, Thường Như, tiểu thư, buông ta ra. Phu nhân, mẫu thân. Phu nhân, mau tới chỗ lão phu nhân. Dân, mau. Buông ta ra. Chiếu theo gia pháp. Đại bá mẫu, xin thả con ra. Đừng làm vậy với con. Quỳ xuống. Mẫu thân tính làm gì vậy? Hãy phạt con đi. Sao lại tổn thương người vô tội? Làm đi. Không. Đừng. Đừng cắt tóc con mà. Đừng. Buông người ấy ra. Cắt tóc con đi. Đại bá mẫu, đừng cắt tóc con mà. Đại bá mẫu, đại bá mẫu, đừng mà. Buông người ấy ra. Dừng tay. Dừng tay. A Nhu, A Nhu, cứ tiếp tục. Dân, Sắc Dân Nhu, dù cho tẩu là ai thì ít ra cũng phải nghe lời lão phu nhân chứ. Hôm nay ta làm đúng theo luật Lý gia, ai dám cản ta chứ? Còn A Nhu, có phải là con không còn cô ta ra gì nữa rồi, có đúng vậy không? Mẫu thân, Thường Như dám làm trái gia pháp, con chỉ là đang xử theo đúng luật thôi. Nếu mẫu thân cố ngăn cản con thì mẫu thân có ý thiên vị rồi. Xin mẫu thân thứ lỗi cho con, không thể làm theo ý mẫu thân. Thường Như chỉ là đang nói ra sự thật cho mọi người biết. Như vậy có gì là trái gia pháp chứ? Sự thật? Sự thật gì chứ? Muội có chứng cứ gì nói rằng Trường Lạc lấy cắp ý tưởng của dì Ương không? Tẩu, cả cô nữa, cô có tận mắt chứng kiến dì Ương nghĩ ra kế sách cứu nạn không? Con không tận mắt chứng kiến, nhưng con tin vào dì Ương. Còn không biết hổ thẹn. Đại tẩu, buông ta ra. Cô không có bằng chứng mà lại dám nói năng hàm hồ trước mặt mọi người sao? Cô đã làm tổn hại đến danh dự của Trường Lạc và của Lý gia. Hôm nay cô đã làm trái gia pháp, ta phải xử phạt cô thích đáng. Ta sẽ cắt hết tóc của cô và đưa cô đi xuất gia. Cô sẽ phải thành tâm cầu nguyện để chuộc lỗi lầm đã gây ra cho Trường Lạc. Mẫu thân, có gì muốn nói nữa không? Con Xuân Minh, lấy kéo cho ta. Dân, đừng mà. Ngươi, con không muốn xuất gia. Con không muốn xuất gia. Đại tẩu, đại tẩu, muội cầu xin tẩu, tất cả đều là do lỗi của một mình muội. Tẩu hãy phạt muội đi. Thường Như vẫn còn trẻ dại, tẩu bắt nó đi xuất gia, nó sẽ chết mất.
Muội cầu xin đại tổ tha lỗi cho nó. Muội cầu xin tổ. Là lỗi của muội. Tránh ra. Mẫu thân, giữ lấy nó. Đừng mà. Buông ta ra. Con không muốn xuất gia. Đừng mà. Đừng mà. Đừng cắt tóc của con. Đừng mà. Buông ta ra. Dừng tay đi. Buông ra. Đừng cắt tóc của con mà. Buông con ra. Dừng tay. Buông ta ra. Nhị tỷ. Nhị tỷ. Dị ương. Dị ương. Cháu của ta. Dị ương. Nhị tỷ. Đủ rồi. Phải tới khi có người chết mới chịu dừng tay sao? Nhị tỷ, tỷ xin lỗi muội. Tất cả là lỗi của tỷ. Tỷ đã hứa sẽ bảo vệ muội. Vậy nên tỷ nhất định sẽ bảo vệ muội. Nhị tỷ. Phim được thuyết minh bởi Iramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Đại bá phụ nói rằng hoàng thượng và các vị điện hạ đã biết được sự việc này. Làm to chuyện lại không hay, nên đại bá phụ bảo đại phu nhân bỏ qua rồi. Tất cả là do muội liên lụy đến nhị tỷ. Do muội hành động lỗ mãng, dị ương đã xả thân mình cho muội. Tức là tỷ ấy thấy muội xứng đáng được như vậy. Chỉ là từ giờ muội hãy cẩn trọng hơn, đừng gây thêm rắc rối cho tỷ ấy. Vâng, nhị ca. Thêm nữa, Thường Như, nhị đệ. Dị ương, tỷ sớm bình phục nhé. Đệ xin cáo lui. Nhị tỷ, xin lỗi tỷ. Tất cả là do lỗi của muội. Muội vì ta mà bị mẫu thân trách phạt. Ta là tỷ tỷ của muội thì có trách nhiệm bảo vệ muội. Sao đó lại là lỗi của muội chứ? Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Vài ngày là khỏi mà, muội đừng lo. Nhị tỷ, tỷ đích thực là hảo tỷ muội. Tiểu hà đầu này, trước giờ chúng ta luôn là hảo tỷ muội mà. Nhị tỷ, sao vậy? Muội đụng vào vết thương sao? Có đau không? Không sao. Tỷ chỉ đột nhiên thấy mình thật may mắn mới có được người hảo muội này. Nhị tỷ, tiểu thư có sao không? Ta mệt quá. Hôm nay tiểu thư khiến nô tỳ lo lắm. Nô tỳ tưởng đại phu nhân sẽ bắt tiểu thư phải xuất gia thật rồi. Mà là có nhị tỷ cứu ta. Lần này tiểu thư thực sự chọc tức đại phu nhân rồi. Tiểu thư thấy thế này có đáng không? Nương nương, xin hãy nghe tiểu nữ nói. Hôm nay lúc ở đại sảnh, Nam An Dương điện hạ đã chú ý tới ta. Đó là lần đầu tiên điện hạ nhìn thẳng vào ta. Chỉ mỗi ánh nhìn đó cũng đủ xứng đáng với nỗi đau này. Chỉ cần điện hạ dẫn dõi theo ta, ta sẵn sàng vì điện hạ mà làm bất kể việc gì. Trường Lạc, con hãy bình tâm. Con không bình tâm được. Cao Dương Dương điện hạ, thật không ngờ chỉ vì vài lời nói của con a đầu đó mà đã xin hoàng thượng ngừng tiến hành kế sách. Giờ đây tất cả Bình Thành chắc đang cười vào mặt con. Muội ấy cố tình làm như vậy, tự ý nói ra những lời đó trước mặt Thái tử phi và Cao Dương Dương điện hạ, còn hội với Lý Thường Như, khiến con trở thành một trò đùa.
Giờ thì Cao Dương Dương điện hạ nhất định đã bắt đầu nghi ngờ con. Con không thể để yên cho muội ấy được. Không thể để Cao Dương Dương điện hạ phải lòng muội ấy. Mẫu thân, con phải làm sao? Chúng ta chỉ cần chứng tỏ rằng kế sách cứu nạn ấy có hiệu quả, vậy là hoàng thượng sẽ thấy được thôi. Vậy chúng ta phải làm sao? Muội muội đừng lo, đại ca đã âm thầm tiến hành kế hoạch rồi. Muội cứ đợi tới khi được hoàng thượng ban thưởng đi. Được chưa? Thượng thư phủ. Dừng lại. Đại tỷ nhìn gì vậy? Tỷ đang cố xem thử muội lấy đâu ra gan hùm mật gấu mà dám chống đối lại tỷ. Hôm ấy muội chỉ nói sự thật thôi. Tỷ tỷ tự biết mình lấy đâu ra cái sách cứu nạn ấy mà. Mặc kệ muội muốn nói gì, lương tâm ta vẫn rất dứt khoát. Tỷ tỷ có thể che giấu được vài ngày, nhưng liệu có che giấu được cả đời không? Chỉ cần nhị tỷ còn ở đây, sẽ có ngày lời nói dối của tỷ tỷ sẽ bị phơi bày. Khi ấy tỷ tỷ sẽ càng thêm bể mặt thôi. Tỷ nói cho muội biết, muội mà còn nói thêm điều gì nữa, tỷ sẽ khiến cho cả nhị phòng sống không bằng chết. Trương Lạc, con xem tấm vải nào đẹp hơn. Sao vậy? Mẫu thân, giờ thì con đã thấu lời mẫu thân nói chí phải. Lý Dị Ương là kẻ thù không đội trời chung. Ả ta là khắc tinh của con. Ả còn sống ngày nào, ngày đó con không được vui. Giờ con nhận ra cũng chưa muộn. Có mẫu thân ở đây, sẽ không ai đe dọa được con đâu. Còn Lý Dị Ương đó, ta sẽ có cách xử lý. Lại đây. Ta thấy tấm vải này thật đẹp. Khi hoàng thượng triệu con và ban thưởng, con hãy giận tấm vải này. Lý Mẫn Phong, Mẫn Phong có đây không? Mẫn Phong vẫn chưa về. Phải rồi, hôm nay hoàng thượng có nói gì với lão gia không? Có thật là kế sách của Trường Lạc sắp được tiến hành rồi không? Nếu vậy, diệu kế của đại ca thành công rồi. Vậy ra các người quả thật đã bày trò. Các người có biết đã gây ra quả lớn không? Đã xảy ra chuyện gì? Nhị đệ nói thật sao? Tất nhiên là thật. Tin tức đã loan truyền rộng rãi khắp trên dưới Bình Thành rồi. Lý Mẫn Phong đã âm thầm tiến hành kế sách trong phạm vi của sất dân gia, nhưng lại thành ra bạo loạn. Sất dân gia cố đưa quân ra để kiểm soát tình hình, nhưng lại dấy lên bạo động, khiến rất nhiều người chết. Giờ thì bọn họ không che giấu được nữa. Vì hoàng thượng đã biết tin rồi. Sáng nay đại bá phụ được triệu vào cung. Đại bá phụ vừa trở về, thần sắc rất khó chịu, chắc là vừa bị hoàng thượng mắng cho. Dân tình bạo động, rất nhiều người chết. Bọn họ thật to gan, cả gan dối gạt mọi người, chỉ nhằm được ban thưởng, bỏ mặc sinh mệnh của bá tánh. Chỉ tiếc là không có ai nghe lời tỷ. Nếu không, chúng ta đã có thể ngăn chặn được điều này. Là lỗi của họ chứ không phải là của tỷ. Bọn họ tham thì thâm, chỉ biết nghĩ tới danh tiếng và lợi ích riêng. Nhưng Dị Ương này, nếu việc này tiếp diễn, Lý Mẫn Phong và Lý Trường Lạc sẽ coi như là gieo gió gặt bão. Chúng ta chỉ việc ngồi chờ bão tới thôi. Không được. Hiện giờ chỉ hoàng thượng mới có thể khắc phục những khiếm khuyết của kế sách. Tỷ phải tìm mọi cách để gặp hoàng thượng. Được thôi. Hôm nay tiết trời đẹp lắm, ta đi dạo đi. Sao lại có thể như vậy được? Mẫn Phong nói sẽ lo liệu được mà, rằng mọi việc sẽ đâu vào đấy. Nàng thật là dại dột, sao dám làm chuyện này mà không thông qua ý của ta. Giờ thì Mẫn Phong xem như tiêu tùng rồi, không biết tiếp theo Mẫn Phong sẽ ra sao.
Lão gia, là Lý Dị Ương. Lý Dị Ương dám lừa con. Con nói gì? Chẳng lẽ Dị Ương mới chính là người nghĩ ra kế sách cứu nạn thật sao? Vâng, là ả ta cố tình giết nó ra để lừa con trộm lấy. Ả ta mưu tính toàn bộ việc này để giá hoạn cho con phải làm sao? Mẫu thân, con phải làm sao? Sao con không nói cho ta biết từ trước? Giờ thì phụ thân con nhất định sẽ đến gặp Lý Dị Ương. Một khi Lý Dị Ương hiến được kế thì xem như con tiêu đời. Mẫu thân, người cứu con đi. Mẫu thân nhất định phải cứu con. Mẫu thân, con không thể thua được. Con không thể thua ả ta được. Phải. Để nghĩ việc này ta chớ nên nôn nóng. Dị Ương, đại bá phụ, phụ thân, Mẫn Đức, hai người lui ra đi. Phụ thân sao lại đến đây? Là do ý tưởng của con chưa tốt. Con có biết khu bị nạn đã xảy ra chuyện lớn chưa? Phụ thân, Dị Ương có đưa ra ý tưởng nào bao giờ? Chính là kế sách cứu nạn đó. Kế sách cứu nạn đó là do đại tỷ nghĩ ra mà. Nếu kế sách đó có vấn đề, phụ thân nên đến gặp đại tỷ mà hỏi chuyện chứ. Ta biết chính con mới là người nghĩ ra kế sách đó. Đại ca của con đã tiến hành kế sách đó. Kết quả gây ra bạo loạn ở khu tị nạn. Trước đây con đã nói là kế sách đó vẫn còn khiếm khuyết, nhưng đại ca chẳng chịu tin con. Do huynh ấy gây ra cớ sự này, hoàng thượng nhất định sẽ không tha tội cho huynh ấy. Phải. Đại ca con bây giờ lớn chuyện rồi. Cả Bình Thành đều đang bàn tán là do con gây ra toàn bộ việc này. Con khơi mào cho đại ca đại tỷ con. Con phải nghĩ ra hướng giải quyết, để đại ca dâng lên hoàng thượng mới chuộc lại được tội. Sao con phải làm vậy? Chẳng lẽ là do Dị Ương con từ nhỏ không được sống bên cạnh phụ thân, mà giờ đây ái tử và ái nữ của phụ thân được lãnh mọi công trạng, còn con phải lãnh trách nhiệm khi có biến cố xảy ra sao? Hỗn sự! Con dám nói chuyện với phụ thân như vậy, vậy ý phụ thân là thế nào? Nếu con đã biết kế sách có khiếm khuyết, con ác hẳn biết cách khắc phục nó. Việc quan trọng trước mắt là giúp đại ca con tìm ra giải pháp hiệu quả để dâng lên hoàng thượng, để đại ca con chuộc tội. Dị Ương, con phải biết rằng con giúp đại ca con cũng tức là giúp cho cả Lý gia. Vậy con phải làm việc đó để chuộc lỗi cho đại ca con sao? Vậy thì con không nghĩ ra cách gì cả. Dị Ương, con dám không nghe lời ta? Phụ thân sao lại có suy nghĩ rằng đứa con lớn lên dùng dân giả sẽ nghĩ ra được giải pháp chứ? Phụ thân thay vì trông cậy vào con, có khi tốt hơn là hãy sang hỏi những thuộc hạ những bổng lộc cao của mình, hoặc ái nữ xinh đẹp trường lạc của phụ thân xem. Phụ thân đã dành nhiều tiền cho họ, đây cũng là lúc họ nên báo đáp lại. Dị Ương, khi ta nói chuyện tử tế với con cũng nên thành thật với ta chứ. Nếu không, đại tỷ cướp cái sách của con, giờ thì phụ thân lại đe dọa con. Nếu phụ thân có ý định lấy mạng con cũng không đôi co lại. Nếu phụ thân muốn cứu Lý gia, thì hãy cho phép Dị Ương vào cung gặp hoàng thượng. Ba vị đại nhân, hoàng thượng vốn tin tưởng và trông cậy vào ba vị. Mẫn phong con ta đã vô tình gây ra quả lớn. Nó đã làm phật ý hoàng thượng và có lẽ sắp bị mất mạng. Ba vị đại nhân, xin hãy nể mặt phụ thân ta mà nói đỡ vài câu cho con trai ta trước mặt bệ hạ. Sức dân gia ta nhất định sẽ hậu tạ. Phu nhân, lệnh tôn đại nhân từng hậu đãi ta, ta sẽ cố hết sức giúp đỡ. Nhưng việc này không phải là bọn ta không muốn giúp, mà là tình thế trước mắt đã ngoài tầm kiểm soát rồi. Ta e là bọn ta không thể làm được gì. Phu nhân thứ lỗi, xin cáo lui. Xin cáo lui. Kìa, đại nhân, đại nhân xin đừng đi mà. Một lũ vô dụng. Xuân Minh, lấy giấy bút rồi gửi thư cho ta. Dân, ta không tin quyền lực của sát dân gia không đủ sức cứu được con trai ta.
Chàng nói sao? Muốn ta hãm hại tiểu thư sao? Không, ta không làm được. Nếu nàng chịu giúp ta việc đó, ta sẽ bảo mẫu thân cho nàng một danh phận. Ta sẽ để nàng đường đường chính chính được làm thê thiếp cho ta. Không được, tiểu thư luôn đối xử tốt với ta. Ta có thể truyền tin cho chàng, nhưng không thể hãm hại tiểu thư. Đi đi, đừng trở lại đây nữa. Cứ xem như giữa hai ta chưa có việc gì xảy ra. Đại thiếu gia, trái tim của Tử Yên đã dành trọn cho thiếu gia. Tử Yên là người của thiếu gia mà. Thiếu gia không thể bỏ rơi Tử Yên. Đã là người của ta thì phải trung thành với ta. Ta không cần thứ đàn bà hai mặt. Đại thiếu gia, à đầu ngốc, nàng một lòng vì muội ấy, đổi lại có được gì không? Nếu nàng chịu theo ta, ta sẽ cho nàng mọi điều nàng muốn. Ta sẽ chăm lo cho nàng cả đời. Đây, đừng khóc nữa. Rượu đã được hâm nóng rồi, ta và nàng nên uống thôi, được không? Xong rồi, mời tiểu thư ăn. Tử Yên, ngươi và Bạch Chỉ theo ta đã lâu rồi, vì ta mà các ngươi phải nếm trải nhiều. Ta đang tính đến chuyện thưa với lão phu nhân, gả các ngươi cho nhà nào đó thật tốt, đường đường chính chính làm gia chủ, tốt hơn là đi làm người hầu. Tiểu thư, nô tỳ không muốn được gả cho ai cả. Tử Yên muốn theo hầu cảnh tiểu thư cả đời. Xin đừng đuổi nô tỳ đi. Ngươi và Bạch Chỉ đều là hảo tỷ muội của ta, sao ta muốn đày ngươi đi chứ? Được rồi, nếu các ngươi có tìm được nhà nào ưng ý để gả thì nhớ nói ta biết. Thôi, mau ăn đi. Không được đâu tiểu thư, đại phu nhân mà biết chuyện sẽ mắng chúng nô tỳ. Vậy khi ấy ta nhất định sẽ nói là do ta ép các ngươi làm. Bà ta muốn mắng ta bao nhiêu thì cứ mắng, ta không thấy tổn thương đâu. Ăn đi. Tiểu thư, trông có vẻ bình thản. Sự việc của đại thiếu gia, có phải tiểu thư đã nghĩ ra hướng giải quyết rồi không? Tất nhiên rồi, tiểu thư thông minh đến vậy. Tiểu thư, nô tỳ thật tò mò quá. Tiểu thư nói cho nô tỳ nghe được chứ? Bạch Chỉ, cô có tò mò không? Thật ra nô tỳ cũng rất muốn biết. Tiểu thư, ở đây còn có ai đâu? Tiểu thư bí mật nói cho chúng nô tỳ đi. Đây là rượu hồng đào nô tỳ vừa mua sáng nay. Tiểu thư uống thử đi, rượu ngon lắm. Vậy ra ngươi dùng rượu này để mua chuộc ta sao? Tiểu thư, Tử Yên, có gì mà cô nôn nóng vậy? Dù gì thì cuối cùng rồi ta cũng biết mà. Thật ra cũng không có gì đặc biệt. Các ngươi muốn gì ta nói cho. Vâng. Cách để cứu vãn tình thế này chính là... Cút đi. Đi đi. Đi đi. Đi. Phu nhân, tiểu thư đang... Mẫu thân, mẫu thân, con phải làm sao đây? Đại ca phải làm sao đây? Trước đây ai ai cũng ngợi khen con, giờ thì ai ai cũng chê trách con. Con thật chẳng còn mặt mũi nào bước ra ngoài. Thêm nữa Cao Dương Dương điện hạ sẽ không bao giờ thèm ngó ngàng tới con nữa. Trường Lạc à, đây chỉ là chút trở ngại nhỏ thôi mà, há để đủ hạ gục con rồi sao? Mẫu thân mà cũng yếu đuối như con thì làm sao có thể bước chân vào được Lý gia này chứ? Mẫu thân, con phải làm sao đây? Lòng người quân tử có lúc rộng lúc hẹp, chúng ta đều có thể lúc tiến lúc lui mà. Lý Dị Ương chắc là không có y phục đẹp để tiến cung đâu. Sẽ có lúc con nên cho nó vài bộ y phục. Mẫu thân muốn con lùi bước trước ả ta sao?
Lùi một bước chính là tiến ba bước. Khi tỷ tỷ được gặp hoàng thượng rồi, mọi việc sẽ được sáng tỏ là đại tỷ đã cướp kế sách của nhị tỷ. Tỷ tỷ sẽ được công nhận công trạng. Muội thật mừng cho tỷ. Tỷ chỉ biết rằng bất kể tỷ sẽ gặp việc gì, dù là tốt hay xấu, thì muội vẫn sẽ luôn đứng về phía tỷ, ủng hộ tỷ. Với tỷ điều đó rất quý giá rồi. Dị nương ở đây sao? Thường Như cũng ở đây nữa à? Tỷ đoán là muội luôn có mặt ở nơi nào có hoa nở, lúc nào muội cũng như vậy. Tỷ tới đây làm gì? Tỷ cũng không muốn tới đâu. Chỉ là mẫu thân bảo muội sắp vào cung gặp hoàng thượng, tỷ nên cho muội mượn chút y phục tươm tất. Mấy khi muội được mặc loại vải đắt tiền này, nhưng vì muội sắp đến gặp hoàng thượng nên tỷ không muốn muội làm mất mặt của Lý gia. Y phục đã được chỉnh theo số đo của muội rồi, chắc là sẽ vừa. Tỷ thật có tâm quá. Người như muội đâu phải lúc nào cũng được diện kiến hoàng thượng. Tỷ chúc muội thượng lộ bình an. Thượng lộ bình an sao? Ta cá là cô không trở về được nữa đâu. Tỷ tỷ, uống đi. Tiểu thư, có định dẫn bộ y phục này vào ngày mai không? Ta có một bộ y phục màu trắng. Màu trắng? Nhưng ngày mai người mà tiểu thư đến gặp chính là hoàng thượng đó. Dĩ nhiên ta sẽ mặc y phục trắng khi đến gặp hoàng đế. Ngụy đế, người đã nhẫn tâm giết cả dương tộc ta, sẽ có ngày ta nhất định báo thù. Kính công môn. Diện kiến bệ hạ, sao còn chưa cúi đầu? Dị ương, mau tham kiến hoàng thượng đi. Tiểu nữ Lý Dị ương xin khấu kiến hoàng thượng. Cùng chúc hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong khanh có vẻ miễn cưỡng lắm. Thưa bệ hạ, tiểu nữ nhất định là vì lần đầu được diện kiến hoàng thượng nên thấy lo lắng, xin bệ hạ tha thứ. Được rồi, miễn lễ. Tạ ơn bệ hạ. Vậy khanh là Lý Dị Ương, có phải khanh đã viết bản tấu chương, bài kế sách giải pháp và trình lên chẩm? Vâng. Hãy nói rõ xem. Bệ hạ, Lý Mẫn Phong và tiểu muội xin bái kiến. Lý Mẫn Phong? Hắn còn dám tới gặp chẩm sao? Tội thần Lý Mẫn Phong cầu kiến bệ hạ. Thần đã có được biện pháp để cứu giãn việc cứu trợ, xin bệ hạ cho vào. Cho hắn vào. Tội thần Lý Mẫn Phong bái kiến bệ hạ. Lý Mẫn Phong, khanh đã phạm tội tài đình, nên ngồi nhà ăn năn hối lỗi và chờ hình phạt đi chứ. Còn tới đây làm gì? Thần biết đã phạm phải tội lớn nên trong lòng rất ăn năn. Thần cùng tiểu muội đang cố ra sức giải quyết vấn đề, cuối cùng đã nghĩ ra được cách. Hôm qua thần đã gửi tấu chương, không biết bệ hạ đã xem qua chưa. Bệ hạ, hôm qua đúng là Lý đại nhân có gửi một tấu chương. Vậy là cả ba khanh cùng nghĩ ra phương án này sao? Khởi bẩm bệ hạ, không phải vậy, là do thần và Thường Lạc muội cùng nghĩ ra. Vậy sao phương án của khanh lại giống hết của Lý Dị Ương?
Đó là lý do thứ hai hôm nay thần xin đến gặp Điện Hạ. Thần phải ngăn Lý Dị Ương dối trá trước mặt hoàng thượng, dối trá trước trẫm. Rốt cuộc là có chuyện gì? Khởi bẩm bệ hạ, Lý Dị Ương vì muốn được nhận công trạng cho phương án này mà đã đánh cắp phương án do thần và đại ca nghĩ ra và tự nhận là của mình, thực chất là qua mặt bệ hạ. Lý Dị Ương, có chuyện đó không? Không có chuyện đó, là do chính thần nghĩ ra phương án này. Thần không bao giờ nói dối bệ hạ. Hoàng thượng, chắc chắn là có hiểu lầm. Dị Ương không phải là kẻ mặt dày như vậy. Bệ hạ, thần có nhân chứng. Đang là mấy giờ rồi? Phu nhân, lão gia và thiếu gia vào cung được một canh giờ rồi, họ còn lâu mới về. Phu nhân đừng lo, thiếu gia và tiểu thư được trời Phật phù hộ, nhất định sẽ không sao đâu. Phải, các con ta đều mang quý tướng, nhất định sẽ bình an vô sự. Tử Yên, dân nữ Tử Yên bái kiến bệ hạ. Bệ hạ, đây là Tử Yên, người hầu của Lý Dị Ương. Nàng ấy biết rõ mọi việc của Lý Dị Ương. Tử Yên, ta hỏi ngươi, có phải nhị tiểu thư đã đánh cắp phương án do ta và đại ca nghĩ ra không? Đúng như vậy. Nhị tiểu thư đã đánh cắp phương án do đại thiếu gia và đại tiểu thư nghĩ ra. Tiểu thư nói nhờ đó sẽ được hoàng thượng ban thưởng. Ta nói vậy khi nào Tử Yên? Ngươi hỏi ta phương án là gì rồi đi nói cho họ biết. Họ hứa hẹn gì với ngươi chứ? Sao ngươi lại phản bội ta? Nô tỳ chỉ nói sự thật. Hoàng thượng, thần nhi nghĩ là ta không nên chỉ tin lời một a hoàng là sự thật. Cao Dương Dương điện hạ, không chỉ có nhân chứng mà còn có cả vật chứng. Khởi bẩm điện hạ, trước khi thần đến đây đã tìm thấy thứ này trong phòng nhị muội. Trong phủ có rất nhiều người chứng kiến. Bệ hạ, đây là gì? Là những ghi chú của thần khi đang thảo luận cùng đại ca. Lý Dị Ương, cô hãy tìm cách giải thích đi. Nói dối hoàng thượng là tội chết đó. Bệ hạ, nếu là việc khác, thần nào dám lôi chuyện của muội muội ra. Nhưng việc có liên quan tới bệ hạ nên thần không dám che giấu điều gì. Nếu hai bản tấu chương đều giống nhau, cả hai đều hướng thẳng vào bộ máy triều đình, nhưng trong đó chưa kèm chi tiết, hay là mỗi người chúng ta cùng trình bày cho hoàng thượng nghe. Thần chắc chắn bệ hạ sẽ biết được ai mới là kẻ nói dối. Chuẩn tấu. Bệ hạ, kế sách cứu nạn dạo gần đây đã gây ra quá nhiều rắc rối. Nói cho cùng, người phải chịu trách nhiệm lớn chính là bệ hạ. Không biết đại ca và đại tỷ có đồng tình chuyện này không? Lý Dị Ương to gan, muội dám bất kính với bệ hạ, đáng tội chết. Dĩ nhiên là bọn ta không đồng tình. Vậy ý kiến của đại ca và đại tỷ là gì? Hay là hai người thử nói trước đi. Bệ hạ, lời khuyên thật lòng, thường nói rất khó nghe, nhưng cũng như đại dương sâu đón nước từ muôn sông rót vào. Thần tin rằng lòng rộng lượng của bệ hạ có thể là bao dung cho những hiến kế có tính thiết thực. Nói tiếp đi. Dị Ương vốn không được ăn học nhiều, nhưng biết rằng triều đình với bộ máy không minh bạch sẽ làm hại nước và dân. Là người cai quản đất nước này, chẳng phải bệ hạ chính là người chịu trách nhiệm sao? Ba tánh trong nước phải làm than vì quan lại tham ô. Bệ hạ lẽ nào có thể nhẫn tâm làm ngơ việc đó? Sao người dám nói lời khi quân phạm thượng chứ? Xử trảm. Xử trảm. Bọn tham quan dơ dét của dân, nhân danh của trẫm. Chúng không chỉ khinh thường luật pháp mà còn coi thường bá tánh. Xử trảm chúng chính là điều đáng phải làm. Trẫm sẽ cho tái cơ cấu lại bộ máy. Lý Dị Ương, Khanh có giải pháp cụ thể không? Thiết lập chế độ đánh giá nhân sự với những các quan thái thú địa phương để có thể đánh giá khi thăng chức. Bắt họ dần sớ báo cáo về tình hình quốc tế, để họ phải thực sự xem xét vấn đề
đồng thời cử các quan cấp trung ương xuống địa phương phạt nặng kẻ tham ô, cho người dân quyền được tố cáo tham quan. Nếu người dân tố cáo đúng, tham quan phải chịu trừng phạt. Nếu có ai đó ngăn cản dân tố cáo thì cũng sẽ chịu trừng phạt. Ngoài ra, trong số các tham quan có kẻ lòng tham vô biên, có kẻ chỉ đôi khi giờ giết của dân, cho nên được trừng phạt tùy mức. Từ giờ, những ai trục lợi được từ việc cứu tế với hơn 100 lượng bạc phải chịu xử trảm. Nhưng có quá nhiều quan tham ô, không thể tức thời giết sạch được. Triều đình cũng không có đủ nhân lực để thay thế. Cho nên trong lúc bài trừ tham quan cũng không quên tìm kiếm nhân tài mới. Thần chắc rằng hoàng thượng sẽ nghĩ ra cách mà làm được việc đó.